Anh Quý à? Em Thắm đây. Sao Thắm lại biết số điện thoại của anh đấy? Đơn giản mà anh. Em chỉ cần bấm máy gọi 1080 là được mà. Dạo này anh có khỏe không? Em ghét anh lắm đấy. Dạo này anh khỏe. Thắm có ở với Nhung ở đấy không? Nhung đang đi cùng với bạn nào ấy anh ạ? Từ sáng em không thấy Nhung ở nhà. Hình như một bạn nam đấy anh ạ. Mà sao mỗi lần em gọi điện cho anh toàn nhắc đến Nhung thôi. Em ghét anh lắm đấy. Thế dạo này Thắm có khỏe không? Tại vì bây giờ anh đang bận nên cũng không nói chuyện được Thắm lâu. Em khỏe. Nhưng mà em nghĩ em cần một chút ánh sáng mặt trời. Hôm nào anh em mình đi cà phê nhá. Em cũng hơi nhớ anh một chút đấy. Em chào anh. Tiếp anh khác. Alo. Anh Phúc à? Ừ, anh Phúc này. Em Thắm đây. À, chào Thắm. Thắm gọi điện cho anh có chuyện gì không? Cứ phải có chuyện thì em mới gọi điện cho anh à? Em ghét anh lắm đấy. Anh đang ở với Quý này. Mà hình như lúc nãy em vừa gọi cho Quý có chuyện gì à? À, em hỏi là có anh ở đó không? Thì anh Quý bảo có, nên em gọi cho anh luôn. À thế à, may quá. Lúc nãy nó bật loa ngoài mà anh lại đi vệ sinh. Biết thế anh ở lại trả lời luôn Thắm. Thế à anh, thì anh đi vệ sinh tiếp đi nhá. Alo. Alo. Anh à. Ai đấy ạ? Sao anh to tiếng với em thế? Cho anh Thắm nè. À Thắm à? Thắm gọi điện cho anh có chuyện gì không? Em không có chuyện gì. Em đang đi mua sách. Dạo này có vài sách lịch sử em thích lắm. Em đang nghiên cứu về lịch sử của dân tộc đấy. Ừ, em thích thì em cứ mua. Anh không thích lắm. Sao ngày xưa anh bảo mỗi lần em thích sách là anh sẽ đi mua cùng em mà. Anh có đang rảnh không? Có rảnh anh cũng không đi mua sách. Anh đang ăn nem chua với bạn. Thắm có ăn không? Thế em sẽ đi mua sách và đến chỗ anh được không? Em cũng thích ăn nem lắm. Ừ, đến đây rồi anh khao thắm nem nhá. Anh ơi, em đang bận một chút, công an đuổi rồi. Em cứ máy anh nhá. Em làm gì mà công an đuổi? Này, tẹo nữa tao gọi lại. Anh Thắm đến rồi. Nhá, thôi mày đừng gọi cho tao nữa, tao có người yêu rồi. Thế mày em sao vậy? Trời ơi, mày đừng có nói là có người yêu mà quên bạn đi. Đó là điều mà ai cũng... thế thôi, ngày xưa mày cũng thế mà. Thế thôi nhá, nhá. Em vừa gọi điện cho cái Trúc. Dạo này nó mới đi làm mà cô đơn quá anh ạ. Cho nên cứ gọi điện cho em hoài trách móc là mày có người yêu mà không quan tâm tao. Thôi mình về anh nhá. Rất xuất sắc.